Chào các bạn, hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn đểm hát bài Đường xa ướt mưa và hướng dẫn cách đểm cho điệu ráp. Trong bài này, không quan trọng bằng cách đểm cho điệu ráp. Mình thấy rất nhiều người chơi đàn nhưng không biết cách đểm lót cho điệu ráp. Điệu ráp này thực ra nó không cần phải cầu kỳ, không cần phải đểm nhiều. Mình biết cách là cái bài nhạc cho điệu ráp nó rất là hay. Vậy thì trong video hôm nay, cái điều quan trọng nhất là các bạn phải biết cách đệm. Còn lót câu thì quá đơn giản. Rồi bây giờ mình hướng dẫn cách đệm trước. Điều ráp có nhịp, thường có nhịp 2-4. Nó một cái bụp, một cái chắc. Đây, bụp, bụp tắc, bụp, bụp. Đây, bụp tắc, bụp, bụp, bụp tắc, bụp, bụp. Đó, nó lặp đi lặp lại như vậy. Vậy thì mình sẽ đệm đoạn A đệm như thế nào, đoạn B đệm như thế nào. Tập như sau. Đây, đây là đoạn A. Mình sẽ lấy tiếng organ mình đệm. Này. Đấy, đó là đoạn A. Đoạn B tức là điệp khúc đó. Này, điệp khúc nào. Đó, điệp khúc thì nó rất là dễ, tức là nó đệm vào cái phách mạnh. Còn quan trọng nhất là đoạn A, tức là phiên khúc, nó đệm vào cái phần nhẹ. Bụp, đệm, tắc, đệm, nó của nó là bụp, bụp, tắc. Thì mình xen giữa cái chỗ bụp và chỗ cái tắc đó. Bây giờ mình cho tempo chậm lại để chúng ta dễ tập, tempo 60 thôi. Lấy tiếng piano cho dễ nghe nè. Đó, bụp, đệm, đệm, bụp, đệm, tắc, đệm, bụp, đệm, tắc, đệm. Đấy, mình bụp rớt xuống là mình nhấc lên là mình đánh, nhấc chân lên là mình đánh cái này. Rồi cái tắc, tức là cái snare nó đánh xuống đó, bụp, bụp, tắc đó, cái nắp tắc đó là cái snare đó. Thì cái tắc đánh xuống thì mình cũng nhấn cái này luôn. Đây, bụp, lót, lót, đục, lót, đệm, lót, đó, lót hay đệm gì cũng được ha. Thì mình đây, làm lại nào. Hai báo. Bụp đệm tắc đệm, bụp đệm tắc đệm, bụp đệm tắc đệm. Được chưa? Khi tempo nhanh lên thì các bạn đệm như thế này nha. Rất thấy đơn giản như vậy nhưng mà các bạn phải tập. Còn không tập khi đụng bài là các bạn đánh không được. Các bạn chỉ cần đệm sai là người hát không thể hát được, hoặc là đánh chung bên nhạc nữa, cũng không đánh được luôn. Rồi, đó là đoạn A. Còn khi vào đoạn B, tức là vào điệp khúc, thì các bạn một là lấy tiếng rát, các bạn dằn vào cái phách mạch đầu tiên, còn không các bạn lấy tiếng dây. Đó, một nốt một thôi, hoặc là cả âm cũng được, nhưng mà theo mình thì một nốt thôi. Đây. Cái này dễ hơn là cái hồi nãy, các bạn đừng có nhầm lẫn nhé. Đừng có nhầm lẫn hai mẫu, mẫu 1 và mẫu 2. Mẫu 1 khó hơn, các bạn nên chú trọng vào mẫu 1 nhiều hơn cho mình. Đó là cách đệm. Và khi đệm điệu ráp, các bạn nên chọn tiếng organ lót vào nghe nó đầy. Khi các bạn lót này thì nghe không hay, nhưng mà kết hợp với tiết tấu nhanh lên, kết hợp với lời của ca sĩ đang hát vào thì nó rất là hợp lý cho điệu ráp. Đây, ví dụ bài Mưa Phi Trường. Tiếng organ nha các bạn, còn không nữa thì các bạn lấy tiếng piano. Còn không nữa lấy tiếng guitar điện.
mình khi đệm mình hay vẫn hay xài tiếng organ ha. Rồi bây giờ áp dụng cho điệu rap thì mình sẽ hướng dẫn các bạn đệm hát bài Đường Xa Ướt Mưa. Nếu bài này tông nữ thì nữ hát tông si hoặc là tông si giáng nha các bạn. Nếu có, cho nên là chúng ta đánh ở đô trưởng, chúng ta khi đánh cho nữ hát chúng ta trừ 1 hoặc trừ 2 ha. Có thể là cái giọng của người đó mà hơi thấp thì các bạn trừ 2 cho mình là thành si giáng trưởng, được chưa? Rồi còn nam thì hát ở tông re, bài này tông re hoặc là tông mi giáng trưởng là vừa, thì các bạn có thể là cổng 3 lên hoặc là cổng 2, cổng 3 lên đánh ở đô trưởng là vừa. Trong bài này các bạn chọn cho mình những tiếng sau. Thứ nhất là tiếng kèn saxo để đánh intro đó các bạn. Hai là tiếng rát, tiếng này cũng có thể dùng để đánh intro và làm câu dàn, câu lót giữa bài. Thứ ba là tiếng dây đó. Rồi tiếng ngoài ra thì có thể tiếng piano như hồi nãy mình nói, và tiếng organ để các bạn lót trong quá trình đang hát đấy. Rồi các bạn cũng có thể chọn tiếng trống, báo trống ở trên đàn để các bạn báo. Đấy. Tức là cái bài này thì nó có chỗ ngắt, chỗ dừng để cho ca sĩ vào, thì trong cái chỗ dừng đó nếu chúng ta báo được, báo tay được thì báo nó chủ động và nó hay hơn. Còn không thì các bạn cứ báo ở trên men trên đàn này. Trong bài này rất là dễ tập, nó có hai đoạn A. Tức là đoạn A1 là từ đêm nay thời gian đứng yên lắng đọng đó cho tới đường xa ướt mưa. Đoạn A2 cũng giống y chang A1 chỉ khác lời thôi, đó là da em lùa là tóc em xóa mềm cho tới đường xa ướt mưa, đó là A2. Rồi vào điệp khúc ta gọi là đoạn B, ngoài đường xa ướt mưa đó cho tới quá xa xôi, sau đó lặp lại A phẩy nữa, xin mưa triền miên mãi không lắng đọng. Như vậy trong bài này các bạn chỉ cần tập một đoạn A là các bạn đánh được ba đoạn A. Rồi các bạn chỉ cần tập một đoạn A và đoạn B là các bạn đánh được hết bài. Còn câu lót thì sẽ có hai câu. Một là hết đoạn A các bạn sẽ lót câu này. Đó. Fa mi fa son, đơn giản thôi. Còn hết đoạn 2, đoạn A 2 thì các bạn lại lót ngược về nốt đồ, fa mi re đồ là vào điệp khúc. Đó là hết đoạn 1. Đấy, câu dàn của về đô trưởng đây đấy. Rồi, còn khi nó ở giữa cái đoạn điệp khúc á, thì có sẽ có một cái câu nhanh thế này. Đó, giật nè, giật nè. Tha trưởng đó. Đó. Lát nữa mình sẽ đến chỗ nào mình sẽ dừng hướng dẫn các bạn chỗ đó. Rồi bây giờ mình sẽ đánh intro. Intro bài này các bạn có thể đánh dạo 2 lần hoặc 1 lần tùy. Mình dùng cái giai điệu, cái melody để mình dạo ha. Đấy, mình sẽ lấy tiếng kèn saxo mình dạo bài này. Đơn giản, nó chỉ có mấy câu lót như vậy thôi và các bạn đệm bụp, bụp, bụp là hết bài. Rồi,
nè, fa mi fa sol, rồi fa mi re do, rồi sau đó có một câu tiếp nữa. Rồi câu intro chúng ta sẽ tập intro như sau. Mình sẽ lấy tiếng piano, đánh piano cho các bạn dễ tập. Mới đầu đánh son son mi son do si do la, la là các bạn bỏ bằng pha trưởng nha. Đấy. Đây cũng là đánh solo note của bài luôn. Chúng ta tập được intro là chúng ta đánh solo note được bài này luôn nhá. Đây, tập lại. Câu thứ nhất. Son son mi son do si do la. Chuyển qua re. Bỏ qua cái re cái rồi mới đánh tiếp. Fa fa re fa si la si son. Đó, si son chuyển về đô trưởng tiếp. Như vậy là được ba hợp âm rồi. Đô nè, chuyển qua re thứ rồi về đô. Rồi câu kế tiếp, câu thứ hai. Câu thứ ba. Lại tiếp tục. Lại từ đầu nào. Son son mi son do si do la. Fa fa re fa si la si son. Đó, bỏ qua cái la 7 đấy. Mi mi re mi re thăng. Mi mi re mi la son la fa. Chuyển qua hợp âm re thứ. La 7 này. Mi 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 re mi là chuyển qua la 7. La son la fa. Chuyển qua re thứ. Rồi. Đang nốt pha đẩy cái qua hợp âm son trưởng cái. Son son si re do. Là về đô trưởng là xong. Làm lại nè, làm chậm nè. Lót câu này, fa mi re do, dàn câu này để dừng lại và báo trống vào hát. Nếu chúng ta thao tác báo trống không được thì mình dùng báo trên đàn luôn nhá. Đó, đơn giản mà. Rồi cho nhanh hơn một tí nhá. Đây. Chuyển qua la. Chuyển qua son. Rồi dàn. Fa mi re do. Đêm nay thời gian vẫn yên lắng đọng. Và là vô pha trưởng. Rồi chuyển qua re. Y chang như câu intro luôn. Đô. Rồi chuyển qua la 7. Da da ti ti thế 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 thế. Vì đường xa ướt mưa. Rồi dàn. Sao em lùa la mà ra đi đi. Da da thì da đi 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 tình. Da da thì đi 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 đi. Da da đi đi đi. Da đi đi đi. Fa mi re do. Ta phi đường xa ướt mưa. Đó. Phi đường xa ướt mưa. Đường là pha. Ướt mưa là son. Anh muốn re thứ cũng được, mi thứ cũng được. Em về là la thứ. Mình có để hợp âm ở trên đó, các bạn nhìn vào các bạn đánh được đó ha. Rồi đây đêm nay là son. Đi đường xa. Lặp lại y chang đó. Sẽ dàn câu này để vào câu A phẩy. Xin mưa trên miết đó. Rồi bây giờ mình sẽ làm hết bài cho các bạn xem. Sẽ có đoạn mình sẽ nhắc tiếng rát, các bạn để ý nha.
thời gian nó nắng tay. Trang như lần đầu thôi ha. Và nãy các bạn để mình đánh, mình có sử dụng kỹ thuật đánh tiếng kèn này. Đó. Thấy chưa? Kỹ thuật sử dụng, kỹ thuật đánh tiếng kèn saxo mình cũng đã hướng dẫn rồi, đã có video hướng dẫn rồi, và trong video này mình có để dưới phần mô tả, các bạn có gì cứ tham khảo thêm, xem thêm. Đó. Các bạn đánh được bài này, đánh được intro này là các bạn đánh được tất cả các bài ở điệu rap ha. Phần hướng dẫn của mình đến đây cũng đã kết thúc. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.